Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh Uva Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và một số sự kiện khác. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
lễ mừng thọ và một số sự kiện khác. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
trọng giới thiệu sự hiện diện của đôi bên gia đình. Về phía gia tộc họ nhà Trai, tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lò Văn Bình, bà Vì Thị Thanh là những người cha, người mẹ thân sinh của chú rể Tuân Joseph. Xin mời ông bà cùng bước lên phía trước một bước. Cúi chào cảm ơn toàn thể hết tinh lễ. Và chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới những bậc làm cha làm mẹ đã sinh ra một cầu thủ, một vận động viên, một vận động viên bóng chuyền, một vận động viên bóng đá, và anh luôn cống hiến rất nhiều tuổi thanh xuân của mình để dành tặng cho phong trào của quê hương non nước chúng ta. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn ông bà rất nhiều. Và về phía gia tộc họ nhà gái, tôi xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn ông bà đã sinh thành ra cô dâu Thu Hương xinh đẹp, dạng người, nét na ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lò Văn Muôn, bà Quang Thị Bình. Xin mời ông bà cùng bước đến phía trước một bước để cúi chào toàn thể Diên Hương. Vâng, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới những bậc làm cha làm mẹ. Công lao trời biển của những bậc làm cha làm mẹ thì không thể kể xiết được, và rất nhiều những món quà đã dành tặng cho cô dâu cùng với chú rể tại chương trình lễ phu quy ở phía bên gia đình họ nhà gái. Và ngày hôm nay cũng không dành tặng cho đôi bạn trẻ nữa, và hy vọng hai bạn hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chú rể Tuân Joseph, cô dâu Thu Hương xinh đẹp dạng người, nắm tay nhau để tiến về phía trước hai bước. Ra mắt toàn thể hoan cưới, một tràng pháo tay của toàn thể quý vị được không ạ? Vâng, xin mời hai bạn sẽ đứng cao một chút ạ. Và quý vị thân mến, nhẫn cưới thì đã trao ở phía bên gia đình họ nhà gái rồi, thì ngay sau đây xin được mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng sự chú ý của mình lên sân khấu để cùng theo dõi một trận thi đấu World Cup của chúng ta tại quê hương non nước ạ. Xin mời cô dâu cùng với chú rể từ từ quay mặt vào nhau. Vâng ạ, và ngay sau đây thì xin mời tất cả mọi người, chúng ta sẽ cùng được trải nghiệm qua một màn đá pen rất là hồi hộp, hòa bình cùng với World Cup 2022 tại quê hương nước của chúng ta được không ạ? Một tràng pháo tay được không ạ? Ngay sau đây là một quả phạt chừng khoảng 30 cm đấy ạ. Một quả phạt mà chú rể Joseph Tuân đã thực hiện rất nhiều lần khi đi tới thi đấu tất cả các giải thi đấu của tỉnh Điện Biên cũng như của khu vực phía Bắc. Và ngày hôm nay không biết được anh có sút vào được với một cú sút của anh dành tặng cho cô dâu được không ạ? Xin mời chú rể sẽ đặt vào phần mềm nhất của cô dâu, đó là bờ eo của cô dâu ạ. Xin mời chú rể ạ. Vâng ạ, một pha đá phạt. Vâng ạ, đá phạt 30 cm. Vâng ạ, về phía khung thành môi của cô dâu Thu Hương với hàng rào là một hàng răng rất là dày của cô dâu Thu Hương ạ. Xin mời chú rể chuẩn bị, chúng ta cùng tin cò nhá. 3, 2, 1, studio. Cô dâu Thu Hương có gỡ hòa một đều ạ. Nào tiếp tục quay lại nữa ạ. Và sau đây một màn đá pen của cô dâu Thu Hương dành tặng cho Joseph Tuân ạ. Xin mời chuẩn bị 3, 2, 1 vâng ạ, thôi tỷ số một đều ạ. Vâng ạ, quý vị thân mến, là tỷ số một đều là ý nghĩa của xuân quý, muốn ra là vợ chồng sau này sẽ hài hòa hơn, sẽ yêu thương nhau hơn, nhường nhịn nhau hơn để cùng vượt qua rất nhiều những khó khăn, thử thách. Chúc cho hai bạn trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thê. Ngay sau đây xin mời hai bạn sẽ tiến ra những tảng bánh, vâng ạ, những tảng bánh ngọt ngào. Vâng, những điều ngọt ngào hạnh phúc hai bạn sẽ cùng trải qua. Tiếp theo xin mời các bạn sẽ chung tay dập tắt tâm anh mạnh ạ, rất thật mạnh để tình yêu của hai bạn sẽ tràn trề như những ly rượu tháp rượu tình yêu ngọt ngào hạnh phúc và chung thủy ngày hôm nay, để chính thức mời ông mời bà, mời cha mời mẹ, mời quý khách gần xa, các bạn trẻ và các vận động viên, các cầu thủ của chúng ta đã nhận được lời mời của đôi bạn trẻ cùng với đại gia đình để chúng ta cùng thưởng thức bữa tiệc ngon miệng trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Chai rượu số 2 ạ. Vợ chồng có đôi có cặp, vâng ạ, tuyệt vời hơn. Và quý vị thân mến, là tham dự chương trình lễ thành hôn của chúng ta ngày hôm nay còn có camera Lò Anh Nhàn đến từ Trung tâm Điện ảnh tỉnh Điện Biên và được công chiếu lễ thành hôn của Joseph Tuân Thu Hương trên kênh YouTube UVTV.
mừng trời và trải nghiệm vùng cao. Những vị khách nào chúng ta không tham dự trực tiếp lễ tình hôm nay, chúng ta có thể lên YouTube để cùng search cũng như theo dõi chương trình đại lễ tình hôn của Tuân Joseph cùng với Thu Hương. Và chúc quý vị thân mến, hỏi đại diện Tăng Nhiên. Thứ nhất đó, đồ tàu đó là anh mưa lành khởi phơi hôm các tả trang này cái này xong khó khẩu nói nó xí khó bản nó lắm. Có trắng ba mở canh có khắc cắt đa hạ có khắc đầu khẩu khay khẩu biến màu trắng màu khẩu biến hán chẳng hán nam biến khá chẳng khá mới đi sang họ sang hải tài những cho ba đều tôi sang bón đồ bón tàu hôm nay mới chắc mà hoàng tài nặng nai cái phê này ơ sòng pì ha mê sàm pì cái kèn cửa phê đồ khát căn na khá phê nhiệt đồ bây giờ tao khẩu kín khẩu phê mét bà kín bà phê mét bò mét cống hai bà sang bà mình nung mình éo nhéo theo nồi cứ há đồ há tàu tắc nam sẽ xi má bên mi phá đồ cho kênh YouTube Bung Ba Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã đăng ký ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Rất mong Camera Lò Anh Nhàn lại tiếp tục có cơ hội quay phim chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời của quý khách.